Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại tiếp tục về một mẫu xe hatchback hạng A, đó chính là chiếc xe Kia Morning quý bạn nhé. Tại hiện tại cửa hàng chúng tôi đang có mấy chiếc xe Kia Morning rồi, màu đỏ, màu xanh, thì hôm nay chúng tôi lại về thêm là màu vàng nhạt quý vị bạn nhé. Và chiếc xe Kia Morning này là ở cái phiên bản S, phiên bản cao cấp nhất quý vị các bạn ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2019, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và mới lăn bánh có hơn 2 vạn km thôi quý vị bạn nhé. Và cái bản cao cấp nhất này nếu như nhìn ở bên ngoài thì chúng ta thấy được là la răng đúc mặt phay, gọi là vặt xoắn này, vành xoắn này, và bô thể thao, bô đôi ở dính giữa, và nội thất da cao cấp hai màu, màu đỏ, màu kem quý vị các bạn nhé. Và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe Kia Morning S 2019 số tự động, tên tư nhân, biển Hà Nội, lăn bánh hơn 2 vạn km này thì chúng tôi đang bán với giá là 365 triệu đồng ạ. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp, cho nên là quý vị và các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể trả trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào đang quan tâm đến chiếc xe Kia Morning này thì hãy liên hệ nghe theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc nếu như quý vị và các bạn nào mà để muốn xem trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp thì mời quý vị và các bạn đến cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Với chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc nguyên bản. Với cái đồng hồ hơn 2 vạn này thì chúng tôi cam kết là chúng tôi không tua đồng hồ quý bạn nhé. Hơn 2 vạn km là đồng hồ chuẩn, chúng tôi không tua. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Kia Morning S sản xuất năm 2019, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội này. Mời quý vị và các bạn. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần ngoại thất và cái phần nước sơn bên ngoài của chiếc xe Kia Morning S 2019 quý vị bạn nhé. Nhìn về cái phần nước sơn bên ngoài rất là đẹp, và chiếc xe này là màu vàng nhạt quý vị bạn nhé. Màu vàng, nhưng nó là màu vàng nhạt hay còn gọi là màu vàng lụa đấy ạ. Chúng tôi mua về thì chúng tôi cũng có đánh bóng dọn dẹp đi một chút rồi, nhưng không phải sơn lại đâu quý vị bạn ạ. Tuy là nó có xước sát rất là nhỏ thôi, do chủ xe đi sử dụng để lại, nhưng mà chúng tôi cũng không sơn đâu ạ. Còn nguyên bản và còn rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Chiếc xe mới lăn bánh được có 2 vạn, chính xác là 2 vạn 7 quý bạn ạ, 2 vạn 7, cho nên là cái dàn lốp nguyên bản theo xe đây, thưa với quý vị bạn, còn rất là đẹp quý vị bạn nhé. Đết lốp là 2018 quý bạn ạ. Xe được sản xuất năm 2019 nhưng đết lốp là 2018 quý bạn nhé. Và cái dàn lốp này còn rất là dày đây, thưa với quý vị bạn ạ. Lốp rất dày luôn ạ. Đấy, rất đẹp quý vị các bạn nhé. Xe được sản xuất năm 2019 nhưng đết lốp là sản xuất cuối năm 2018 đây này, thưa với quý vị và các bạn. Đấy, cái đết lốp là 2018, cả dàn lốp còn nguyên lớp sơ cua chưa hạ cơ quý bạn ạ. Đấy, lốp sau này rất là đẹp, rất là dày luôn quý bạn nhé. Mới có 2 vạn 7 và đết lốp là tuần thứ 48 năm 2018 đấy ạ. Đấy, tức là lốp sản xuất năm 2018. La răng đúc mặt phay, vành xoắn kiểu 2019 này là form mới đấy ạ. Đấy, lốp còn rất là dày, rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Toàn tuần thứ 48 năm 2018, tức là lốp sản xuất cuối năm 2018. Chiếc xe được sản xuất năm 2019 quý vị các bạn ạ. Nước sơn nguyên bản của xe còn rất là nhiều, cho nên là rất là đẹp này. Nền không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả, cho nên là rất là đẹp, rất là mới quý vị các bạn nhé. Đấy, đây là cái nền bên phụ quý bạn này, rất là phẳng luôn, chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì cả. Cánh cửa này là sơn zin của xe này quý bạn này. Hai cánh cửa này đều zin của xe này. Hai cánh cửa bên này cũng đều zin, sơn zin của xe quý bạn nhé. Đấy, sơn zin của xe còn rất là nhiều, cho nên là nó còn rất là đẹp. Nhìn về cái phần đầu thì quý bạn thấy đây ạ, xe cũng đã được trang bị đèn pha bi xenon này,
đèn LED ban ngày này, đèn daylight đấy ạ. Đấy, và cụm đèn còn rất là mới, chưa có bị xước sát gì quý vị bạn nhá. Đấy, từ những cái cụm đèn pha này cho đến mặt ca lăng này. Đấy, mặt ca lăng cũng rất là mới quý bạn ạ. Từ chữ này cho đến những cái phần chrome này đều rất là mới quý vị các bạn nhá. Đèn pha này, đèn pha bên này cũng chưa có bị xước sát hay là chưa có bị cong vênh nứt gì cả, chưa có vết xước quý bạn ạ. Đấy, và đến đèn gầm. Đèn gầm cũng được trang bị là đèn bi quý bạn nhé. Đèn gầm, đèn bi này, lưới tản nhiệt này, rất là mới luôn quý vị các bạn ạ. Và đây là cái biển số của chiếc xe quý bạn nhé. Xe biển Hà Nội quý vị ạ, 30G22502. Đấy, biển Hà Nội quý bạn nhé, rất là đẹp luôn này. Cụm đèn gầm cũng được trang bị là đèn bi này. Đấy, từ lưới tản nhiệt cho đến mặt ca lăng đều còn rất là mới quý vị các bạn nhé. Vì chiếc xe này là chúng tôi mua được là chủ xe lúc nào cũng để trong nhà. Đấy, chủ xe có biệt thự ở dưới Hà Đông cho nên là lúc nào cũng để trong nhà. Tôi lúc đến xem xe là tôi có chụp lại cái ảnh để ở nhà chủ xe, cho nên là quý vị và các bạn đến xem xe là tôi cho xem ảnh ở nhà chủ xe nhé. Lúc nào cũng được để trong nhà cho nên là chiếc xe rất là đẹp. Từ những cái phần chrome ở bên ngoài đều rất là mới quý bạn ạ. Không bị mưa nắng, không chịu phơi mưa nắng cho nên là những cái phần nhựa này cũng đều rất mới, rất là đẹp luôn. Gương chiếu hậu là gập điện này, tích hợp xi nhan trên gương. Đấy, gương chiếu hậu là gập điện rồi, tích hợp xi nhan trên gương quý vị bạn nhé. Toàn bộ những cái phần tay nắm này đều rất mới, rất là đẹp luôn. Nhìn về cái phần ba đời sốc sau thì quý vị bạn thấy đấy ạ, cụm đèn hậu cũng còn rất là đẹp, và cái cụm đèn hậu này cũng đã được trang bị là đèn full LED rồi quý vị bạn nhé. Cụm đèn gậu full LED này, phiên bản Kia Morning, phiên bản S đây này. Đấy, phiên bản S là cái phiên bản cao cấp nhất rồi quý bạn nhé. Phiên bản từ những cái đời 2018 trở về trước thì nó có chia làm những cái phiên bản Luxury hoặc là SI, S như đây là bây giờ là phiên bản này, phiên bản S là phiên bản cao nhất rồi quý bạn nhé. Và cụm đèn hậu đây chưa có bị va chạm, chưa có một cái vết xước nào cả quý bạn ạ, rất là đẹp. Phía dưới cái cụm đèn hậu này là cái cụm đèn lùi quý bạn ạ. Đấy, cụm đèn lùi này cũng đều rất là mới này, rất mới, rất đẹp luôn này. Và ở cái phiên bản S này là bô đôi, và ở cái form bắt đầu từ 2019 là được lên cái form mới này. Form bô đôi này là bô đôi được trang trí ở giữa luôn quý bạn nhé, được thiết kế ở giữa xe luôn. Và nhìn về cái phần ba đời sốc sau này thì quý vị các bạn thấy được là xe cũng đã được trang bị camera lùi này, cảm biến lùi này. Đấy, đã có camera lùi và cảm biến lùi rồi quý bạn nhé, rất là đẹp luôn. Rất là mới luôn quý vị các bạn ạ. Một chiếc xe Kia Morning S 2019. Gương chiếu hậu là gập điện, tích hợp xi nhan trên gương. Nhìn tổng thể về cái phần ngoại thất cũng như là về cái phần nước sơn bên ngoài của chiếc xe rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe. Thưa với quý vị và các bạn, cái phần nội thất của chiếc xe nhiều chỗ chủ xe còn chưa bóc ni lông quý vị các bạn nhé. Đấy, nhiều chỗ ở trong xe này còn chưa bóc ni lông cơ, rất mới. Trước tiên tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên lái. Đấy, đây, rất nhiều chỗ còn chưa bóc ni lông quý vị các bạn nhé. Đấy, toàn bộ những cái phần này là chưa bóc ni lông đâu quý vị bạn ạ. Đấy, còn mới nguyên. Quý vị và các bạn cùng xem về cái phần keo chỉ của cái cánh cửa phía trước bên lái quý bạn nhé. Keo chỉ nguyên bản này. Cánh cửa bên ngoài nước sơn còn nguyên bản cơ, chưa sơn cơ, cho là bên trong là cái keo chỉ này là còn nguyên bản là điều đương nhiên quý vị bạn nhé. Keo chỉ nguyên bản này, ốc bản lề cũng còn nguyên bản luôn. Đấy, chưa có vết tháo này. Táp bi cánh cửa này rất là đẹp luôn. Đấy, táp bi rất là mới này. Và đặc biệt ở cái phiên bản S, phiên bản cao nhất và model 2019 thì mới có nội thất ghế da cao cấp hai màu, màu kem và màu nâu quý bạn nhé. Đấy, rất là đẹp, rất là mới luôn quý vị bạn ạ. Tất cả còn rất là đẹp này, những cái trần này cho đến vô lăng. Đấy, vô lăng này, vô lăng cũng còn rất là đẹp quý bạn nhé, vì chiếc xe mới lăn bánh có 2,7 vạn. Đấy, cần số này. Đến những cái phần sàn này thì quý vị bạn thấy đấy ạ, đến cái lót sàn này, lót sàn rất là mới luôn đấy. Đấy, rất là mới luôn quý bạn nhé. Đấy, lót xịn nguyên bản của xe còn rất đẹp này. Đấy, bên dưới này cũng chưa bóc ni lông đây quý bạn nhé. Đấy, và đây là cái tem của nhà sản xuất đây. Thưa với quý vị bạn, chiếc xe được sản xuất năm 2019 và sản xuất bởi công ty Thaco Trường Hải. Đấy, tem này và ốc bản lề cánh cửa phía sau. Đấy, còn nguyên bản hết luôn quý bạn nhé. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau.
bên lái cho quý vị các bạn cùng xem này, cũng giống như vậy này, keo chỉ là còn nguyên bản này. Đấy, keo chỉ nguyên bản hết luôn quý bạn nhé. Táp bi cánh cửa này rất là đẹp này, nội thất hàng ghế phía sau này cũng rất đẹp luôn. Đấy, rất là mới luôn ạ. Mới từ những cái bộ ghế này cho đến những cái phần trần này đều rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Đấy, tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần nội thất cũng như là về cái phần option bên trong. Trước tiên thì tôi sẽ nổ máy cái xe này lên cho quý bạn cùng xem về cái đồng hồ đã nào. Đấy, máy đã được nổ máy rồi. Và đây là đồng hồ công tơ mét chuẩn là 2,7 vạn quý bạn nhé. Cái đồng hồ công tơ mét này thì chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là chúng tôi không tua đồng hồ đâu ạ. Đồng hồ này chuẩn 2,7 vạn đấy. Mua như thế nào là đồng hồ nó còn nguyên như thế vậy nhá. Tôi có ảnh tôi chụp lại nhà chủ xe cho quý vị và các bạn cùng xem này. Ni lông thì chưa bóc hết này. Đó, ni lông chưa bóc hết luôn các bạn nhé. Toàn bộ về từ những cái vô lăng còn mới như thế này đấy ạ. Đấy, 2,7 vạn quý vị các bạn xem về cái đồng hồ. Xong quý vị các bạn phải xem vô lăng còn mới không ạ. Đấy, vô lăng còn mới không ạ, cần số còn mới không ạ, và cái dàn lốp còn dày không ạ, thì chúng ta mới biết được xe chạy nhiều hay chạy ít nhá. Chứ đọc cái đồng hồ không thì chúng ta chưa có thể căn cứ để đánh giá được xe chạy nhiều hay chạy ít đâu ạ. Và điều hòa tự động nhá, xe cũng đã được trang bị điều hòa tự động rồi. Đấy, và màn hình giải trí đầu DVD đấy ạ, camera lùi, cảm biến lùi có hết cả rồi quý vị bạn nhá. Hỗ trợ các chân cắm USB để nghe nhạc này, AUX này, và sạc điện thoại này. Đấy, rất là nhiều option cho chiếc xe Kia Morning phiên bản S 2019 này quý bạn nhé. Rất là mới và rất là đẹp luôn. Một chiếc xe có thể nói là siêu lướt ạ. Toàn bộ những cái phần nhựa này, phần nỉ trần này đều rất là mới quý vị các bạn ạ. Chủ xe đã đi ít nhưng lại còn giữ gìn thì nó mới đẹp như này ạ. Giữ gìn ở chỗ là cái ni lông này chưa bóc này, lúc nào cũng sợ bẩn, sợ xước, cho nên là mua chiếc xe về những chỗ nào mà không cần thiết thì chưa nên bóc ni lông. Đấy là cái tính cẩn thận của nhiều chủ xe. Đây là cái mức tiêu thụ nhiên liệu mà nhà sản xuất đã thống kê cho chiếc xe Kia Morning 2019 này quý bạn nhé. Tôi đang quay ở ngoài trời cho nên là nó hơi bóng, cho nên là khó nhìn một chút ạ. Mức tiêu thụ nhiên liệu cho chiếc xe Kia Morning phiên bản 1.25 quý vị các bạn nhé, chỉ 5,194 lít cho 100 km quãng đường kết hợp. Nếu như chạy trong đô thị thì lên đến 7,3 lít. Đấy, 7,3 lít đây. Nếu như chạy ở ngoài đô thị chỉ có 5,14 lít thôi. Đấy, cũng khá là tiết kiệm nhiên liệu quý bạn nhé. Và sau đây thì tôi sẽ mở cái cốp sau này lên cho quý vị và các bạn cùng xem về cái cốp sau. Đấy, cốp sau này, tất cả từ những cái keo chỉ cốp sau này cho đến ốc bản lề cốp sau này còn nguyên bản này. Đấy, còn nguyên bản và rất mới, rất là đẹp như này đấy quý vị bạn ạ. 2019 sử dụng tính ra là đã là 3 năm rồi nhưng còn rất là đẹp đấy ạ. Vì chiếc xe mới chạy có 2,7 vạn thì là chạy quá là ít luôn đấy ạ. Keo chỉ là còn nguyên hết này, chưa có mất một phân keo chỉ nào quý vị các bạn nhé. Đấy, tất cả keo chỉ còn nguyên. Và toàn bộ về cái đằng cốp sau này cũng còn rất là mới quý vị các bạn xem đây ạ. Những cái lưng ghế này, nỉ của lưng ghế này còn rất là mới. Và chủ xe để đồ nhưng mà cũng vẫn còn chưa bóc ni lông cho nên nó mới xước ở cái ni lông này thôi các bạn này. Đấy, những cái ni lông này đang chủ xe chưa bóc ra ấy, mà để đồ làm xước cái ni lông thôi nhá. Chứ những cái phần nhựa này là còn rất là mới này, chưa có xước sát nhiều ở cái phần nhựa này đâu. Và chủ xe cũng đã mua thêm một cái tấm cao su này để lót chống xước cho cái nỉ ấy. Nỉ của xe còn rất mới đấy ạ. Đấy, nỉ của xe còn rất là mới nhá. Phía bên dưới cái nỉ này là cái lốp xưa cua còn nguyên bản, chưa sử dụng tí nào quý bạn ạ. Đấy, lốp xưa cua còn mới nguyên, lốp xưa cua mới nguyên cho nên là đồ nghề, kích đồ nghề này cũng còn nguyên, chưa sử dụng tí nào quý bạn nhé. Đấy, toàn bộ về cái lốp xưa cua này còn mới nguyên, chưa hạ. Đấy, lốp xưa cua mới tinh. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. Keo chỉ cánh cửa phía sau bên phụ đây ạ, cũng còn nguyên bản hết ạ, chưa có bị mất một phân keo chỉ nào cả này. Ốc bản lề cánh cửa này còn nguyên bản luôn. Đấy, ốc bản lề cánh cửa còn nguyên ạ. Táp bi cánh cửa này, táp bi cánh cửa rất là mới này. Đấy, táp bi cánh cửa rất mới này. Đấy, nội thất ghế da này đều rất mới luôn quý bạn nhé. Mới từ ghế da bên dưới này. Đấy, cho đến những cái phần trần đều rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Và ghế da thì là bên dưới, bên sàn này, sàn này cũng rất mới quý bạn nhé. Sàn này là cái lót sàn này nguyên bản của xe là bằng nỉ này,
cũng còn rất mới, là chủ xe mua thêm một cái lót cao su. Đấy, cho nên là bên dưới rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem. Đấy, cánh cửa phía trước bên phụ này, từ keo chỉ này còn nguyên bản này. Đấy, keo chỉ cánh cửa còn nguyên bản luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, ốc bản lề cánh cửa cũng còn nguyên hết này. Đấy, táp bi cánh cửa thì lại rất là mới rồi quý bạn ạ. Đấy, từ những cái phần nhựa này đều rất là mới quý vị các bạn nhé. Ốc bản lề cánh cửa phía sau đây còn nguyên hết, chưa có một con ốc nào bị tháo này. Đấy, và phía nội thất bên trong đẹp từ những cái lót sàn quý vị các bạn ạ. Đấy, lót sàn này tôi lột hết cả hai lớp lót sàn cho quý vị các bạn cùng xem này, đều rất là mới luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, phải nói là rất mới, đẹp từ cái táp lô này cho đến táp bi. Đấy, từ táp lô cho đến táp bi đều rất đẹp này. Vô lăng, cần số này. Đấy, quý vị các bạn xem cái cần số này chạy nhiều hay chạy ít thì chúng ta phải xem vào cần số này nhé. Đấy, tay phanh cũng còn nguyên và còn rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Cái bộ ba này là ai lên xe cũng phải chạm vào, cho nên là chạy nhiều hay chạy ít chúng ta phải xem lại từ cần số này, vô lăng này, cho đến tay phanh nó còn mới tinh như thế này quý vị các bạn ạ. Và đây là cái ghế này, ghế lái cũng còn rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Ghế lái còn rất là đẹp cơ, chứ bên phụ này thì ghế phụ này thì gần như là mới này. Đấy, ghế phụ này thì ít người ngồi hơn cho nên là gần như mới quý vị các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp. Kia cũng đã trang bị cho chiếc xe Morning S 2019 này là một cái khối động cơ xăng với dung tích là 1.25 lít quý vị và các bạn nhé. Đấy, kết hợp với hộp số tự động. Và cái điều mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn ở cái động cơ này đó là nó còn nguyên bản quý bạn này, nguyên bản từ ốc chân máy này. Đấy, ốc chân máy nguyên bản hết này, cho đến hàng ốc mặt máy này quý bạn nhé. Đấy, hàng ốc mặt máy này là còn nguyên bản hết này. Đấy, chưa có một con ốc nào bị tháo ra quý bạn nhé, từ ốc mặt máy này cho đến ốc chân máy này. Đấy, cái động cơ này thì chúng tôi cũng đã dọn dẹp đi rồi, cho nên là nó còn rất là đẹp, rất là mới quý vị các bạn nhé. Đấy, những con ốc đấy thì là nguyên bản, còn ốc này là tháo là bình thường quý bạn này. Cái ốc này này, với cái ốc này đấy là nó ở cái lọc gió này quý bạn này, phải tháo ra để vệ sinh. Mỗi một lần thay dầu là người ta sẽ tháo cái lọc gió này ra. Đấy, để người ta vệ sinh cái này, lọc gió này, mỗi lần đi thay dầu các bạn nhé. Còn ốc mặt máy này, ốc chân máy là còn nguyên ạ. Đấy, tất cả những con ốc ở chân máy này còn nguyên hết ạ, chưa có một cái vết tháo nào cả quý vị bạn ạ. Đấy, và chiếc xe này thì chúng tôi cũng đã dọn dẹp đi rồi, cho nên là nó rất là sạch đẹp này. Ốc từ những cái ốc chân cabo này, đấy, ốc cabo còn nguyên bản này, cái cabo này chưa có vết tháo và chưa có sơn lại đâu các bạn nhé. Keo chỉ cabo cũng còn nguyên này. Đấy, tất cả là còn nguyên ạ, chúng tôi cam kết là nguyên bản ạ, không có bị mất một phân keo chỉ nào cả. Đấy, nguyên bản luôn, tất cả các ốc còn nguyên nhá. Cabo này đâm đụng hay va chạm gì thì xem rất là dễ quý bạn ạ, chưa có một cái vết nào. Logo của hãng đây ạ, đấy, trên cái cabo này. Đấy, rất là mới luôn quý bạn nhé. Vì chiếc xe mới lăn bánh có hơn 2 vạn thôi cho nên là động cơ nó rất là mới quý vị các bạn ạ. Đấy, động cơ này rất là đẹp này, không khác gì một chiếc xe mới luôn đấy ạ. Rất mới, rất là đẹp luôn quý vị và các bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất cũng như là về cái phần nội thất và phần động cơ của chiếc xe Kia Morning phiên bản S 2019 đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, lăn bánh được hơn 2 vạn rồi quý vị bạn nhé. Với chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 365 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe thôi, số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể trả góp trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Morning sản xuất năm 2019 phiên bản S này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để ở phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Kia Morning phiên bản S này.
Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.